Ủa công đi, công đi mình công viên nhỏ dễ làm gì vậy chị? À, cho tôm hùm hả? Con này ăn được không? Không. À. Nếu ăn được thì mình không biết ăn được hay không. Chứ à. Là hồi giờ là mồi tôm hùm nữa. À, tôm hùm đây là mồi hả? Là mồi. Cái này mình bắt ở trước. À. Cái này mình mua về là bắt đầu mình là đại lý ha. Đại lý phân phối thức ăn tôm hùm hả chị ha? Dạ, dạ. Cái cọng này nó ngay chỗ có gành á là mới có đúng không? Không có, nó nằm ở bùn. À, ở bùn á hả? Nằm giữa dầu với bùn hay biển giữa. Cái này mình bắt bằng cách nào? Cào. Mình cào hả? À, mình cào. Ồ, như đây chắc là cũng lâu lắm mới được như đây đúng không? Mấy tiếng à? Ủa mấy tiếng à hả? Ờ, mấy tiếng thôi. Được. Nhiều đó là 60 kg á hả? 50 kg. Mấy tiếng? 5.000 kg. 5.000 kg. Mày xét vô đó bà, Wow. Chịu mẹ, ông không lên mẹ, ai chịu không lên mẹ. Là ông ơi, năm bè hả nghe. Mẹ chắc mẹ là xấu à. Giờ này ăn me ha. Me nè. Em ăn thường mì ạ. Đi xeo mì. Mì xấu. Năm bè ra, giờ bè nó xấu. Chắc chị bè quá. Năm bè rồi. À. Ông nằm mà năm bè dữ vậy. Ông cho chúng năm không đi hóa một ngày nha. Năm bè làm giờ bè thứ 6 này. Ủa bè này bè thứ 6 hả? À, bè này bè thứ 6 nè. Bè thứ 6 hả? Bè thứ 6 nè. Của ông, ổng đâu rồi? Ổng hả? Ổng đi về quê nè. Đi về quê rồi. À. Giờ đây chỉ thấy năm sầu riêng. Năm sầu riêng. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương quay lại làng Tân Thành thuộc xã Ninh Ích cho bà con các bác chị. Làng Tân Thành này đó thì Phương quay cách đây cũng khoảng 4 tháng rồi. Hôm nay thì Phương quay lại cập nhật thời tiết rồi bà con làm ăn như thế nào ha. Sáng nay thì thời tiết lại mưa nữa rồi. Dưới này có một con hẻm nữa nè. Bỏ đi, bỏ trứng rồi. Đó, qua không bé nào. Bỏ mà không bỏ rồi. Có đi đâu. Bỏ qua nó bỏ đi. Không nợ sơn gì. Phương đến đâu làng là mượn cái nón. Cái nón này. Cái đòi cái nón lên. Dạ. Dạ, bán đỡ không cô? Dạ. 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 Rồi bán đây lâu chưa? 2 năm rồi ha. Giờ này... ở trên cái chỗ chùa nè. À, ở chùa hả? Vậy là mình lên chùa xe không? Chùa Túc trên đây à. Chùa trên cao hả? Vậy chùa này kêu bằng chùa gì cô? Chùa này chưa có tên. À, chưa có tên. Thầy sổ chưa có tên. Dạ. Cô bán ở đây cũng lâu rồi nè. Dạ. À, quay rồi mọi người biết tới ủng hộ cô ha. Con đường này đó cách một cái nhà là nhìn ra biển này. Đây là nhà cộng đồng Tân Thành. Rồi giờ này là vẫn còn ha, bán xe kéo lưu động nè. Cái này là mình nếu mà vô sớm rồi cũng đông vui lắm đúng không cô? Dạ. Dạ hết người rồi. Bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi. Dạ. Ở dưới kia còn chỗ bán không? Bà hàng ăn hồi đứng dưới đó hả? Dạ, bánh xèo.
Phước Thiện, chùa Phước Thiện. Bên đây là nhìn vào phía tay phải là biển. Chào chú. Nhà chú bán nước mía là bữa giờ, bữa nay không thấy bán nước mía chú. Lạnh quá. Dạ. Lạnh quá bán cũng ít thôi chú ha. Bên đây là dạ. Chú bán phở nữa mà hả chú ha? Lát bán phở. Dạ lát bán phở. Bánh mì rồi. Đây là nhà chú nè. Bên kia đang làm chuẩn bị bán phở. Hai con chú á ha. Làm ké. Làm ké. Vô ấy. Dạ. Đây là hai chị em đang làm ké nè. Hai chị em. Rồi mấy giờ mới bán phở? Chị. Sớm 12 giờ. 12 giờ là mới bán phở. Bán buổi trưa không hả? Buổi sáng bán xong rồi. À, rồi chưa bán nữa. Bán suất 2. Bán suất 2. Rồi chú là bán nước mía. Nước mía giờ đây. Dạ. Mùa lạnh rồi thôi chứ. Dạ. Mùa lạnh thôi chứ bán mía đâu được đâu, bán đâu đâu nhiều đâu hả chú ha. Rồi dạo này bà con ở mình đó là đi biển rồi có không chú? Dạ cũng đói rồi. Dạ. Cũng khó khăn lắm hả chú ha. Dạ. Bữa gió là cái gì? Dạ, nhà chú có ghi đi biển không? Có con có. Dạ. Con về. Dạ. Không còn làm nữa. Dạ. Ngày trước chú cũng đi biển. Dạ. Giải nghề chú giải nghề biển bao lâu rồi chú? Mười năm rồi. Ở đây đi biển thì đậu ghe cũng gần hả chú không? Bến. Dạ. Đi đây chút xíu là tới. Ở bì ở đây giờ tôi đi bì. Dạ. Bì cái bóp đồ hả chú không? Cái bóp cái mú rồi đó. Dạ. Giờ đi đông hay nuôi đông? Dạ. Dạ. Ở đây thì giờ ta về hết là lớp. Dạ. Mà trước là giờ về ta nghỉ. Dạ. Giờ người ta cũng bảo biển làm bờ cũng nhiều quá chú ha. Ở đây công ty. Dạ. Ở đây công ty có hai tay công ty. Ủa, công ty hải sản á hả bán? Công ty hải sản cũng có. Dạ. Ở công ty du lịch. Dạ. Du lịch. Ở nhà tiên ra làm. Dạ. Đầu ghi này mỗi lần đi biển thì cũng gần đi có 5 phút là tới với mấy hai chú ha. Chỗ có đường đi. Dạ. Dạ chú quay cái đây à. Dạ. Dạ con quay cho bà con sớm mình nữa xem chú. Chú tên gì chú? Nguyễn Chiên. Dạ. Nguyễn Chiên. Dạ. Con quay nhiều người biết đến chú. Đi xe đồ á nhớ đến chú. Ủa cô chú có cô chú có hai đứa con hả? Mấy đứa? Năm đứa. Bây giờ năm đứa. Còn mấy người kia thì đi làm biển. Làm biển. Dạ. Làm cái là biển. Chắc biển là chắc đánh gần gần đi ha chú ha. Đi khờ gió quá. Dạ. Rồi xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Ủa áo vàng là bán phở hay là áo xanh bán phở? Áo xanh bán phở. Áo vàng à, áo vàng toàn ăn không hả? Chị ăn thôi, không chịu bán phở. Không phải là ngờ không có chịu. Ủa? Nghề về bán ké được. À bán ké. Rồi dạo này bán ké đỡ không? Có. Hả? Ở nơi chợ. Buổi sáng ở đây người ta bán ké đông không chú? Đủ sức ké. Tôm nhiều. Dạ. Cưới lưới hai đồ, ké lưới hai đồ á. Bóp ra. Ké là tẩm vừa khô. À, ủa nhà mình có bán cái tẩm hả? Ý mình làm mình phơi mình bán cho. Ờ, để nhà mình làm đó. Rồi bán bao nhiêu một ký, ké gì cái gì? Ké lực lệ. À, lực lệ. À, tẩm. Đó, đẹp bữa đó mình bắt đầu mình làm, mình bắt đầu tẩm đó hả? Cái đó bao nhiêu một ký? Cái đó hả, mình chưa biết tại vì mình mua con ở tỷ 5,
năm bảy ký gì á, xong bắt đầu mình tính ra bao nhiêu số tiền đó rồi mình cảm lên nó còn bao nhiêu lạng, bao nhiêu ký rồi mình không biết hả? Ủa chứ mình làm hồi giờ mà mình biết là nắm vé bao nhiêu? Chỉ là chừng là ai ở mình làm mình ăn không à? Ai này á thì mình đỡ cho người ta thôi. À. Người ta không phải ngon á, người ta đỡ thôi. À. Phải nói vé trước cho đăng lên là nhiều khi người ta đăng lên mà bán biết vé. Không, cái bữa con nó bán lại, còn em á là em ăn mà. Đây là cái kia hả? Cái mình đang làm á hả? Đó. Kế ăn. Ồ. Nhà mình chỉ có bên lại phụ quê làm mấy xe á. À. Mà mùa này đâu có nó phơi được đâu, nó mưa gì sao phơi? Có gió không được. Gió nó yếu yếu sao? Mùa gì á mẹ có gió được à? Không hai nắng. Nó yếu yếu thôi chứ. Nó yếu yếu, nó đừng có hơi khô. Yếu yếu mà ăn cơm nguội ngon thôi chú ha. Đúng bài luôn á, mùa đông mà cái mà cái khô yếu yếu là đúng bài luôn á. Thì bà chị á, muốn cái kho hai xe. Rồi cái hố có không? Cái hố, cái này nó ngon không? Cái hố. Dạ. Cái đấy thì không à? Dạ. Cái đây mình có thể ít xương đây mẹ. À, mặn. Ồ, nhắc nó đau bụng luôn á chú. Cái yếu yếu mà mình nướng lên đó chú ạ. Hả? Dạ mình nướng hay mình chiên? Không, mình không có. Mình có chiên nữa. Không có lửa mình chiên. Ừ, chiên á. Dạ. Tương á rồi. Dạ. Cơm nóng ăn cũng ngon không? Cơm nóng á. Nhưng mà ăn bắp á, ăn bắp ăn ngon. Ăn bắp mà đúng bài. Ừ. Đúng không chú? Ăn, dạ. Ăn mà chiên đủ không ngon. Dạ đúng rồi, không phải có bài. Đó, ăn cái khô thì phải ăn bắp. Dạ, ăn chén là không ngon. Ăn bắp bao giờ rồi cục vậy ạ. Là cái gì? Anh quay YouTube đó mà. À. YouTube đó mà. Cái đó ngon á, ăn. Dạ. Mùa này là mùa đông là ăn đúng bài chú. Để giờ trong đây có không? Cái sách vừa nhà. Nhà đó hả? Nhà cũng ở trong chỗ dưới này. Dạ. Cũng gần đây luôn ha. Thôi con đi nha chú. Thôi chào nha. À cái này đó hả? À, chiều. Chiều thấy nhà mình luôn nè. Lên đi. Ờ lên truyền hình luôn. Lên cái màn hình lớn thiệt lớn á, coi đi luôn. Hả? Bây giờ thì chú qua chưa gì? Dạ. Chừng nào lên tivi? Dạ còn 6 giờ. 6 giờ chiều hả? Dạ 6 giờ chiều á. Lên được hả? Nha Trang biển xanh. Nha Trang biển xanh là thấy nhà mình trên toàn thế giới luôn á. Rồi có bà con ở xe không? Dạ. Có bà con ở xe đồ không? Có. Ở đâu lận? Ở thuốc là gì? Ông ơi. Dũng Rô. Dũng Rô ha. Làm gì á? À. Đăng lên là thấy thấy chú rồi nè. Thấy chú rồi nè. Coi màn hình. Cái gì nước ngoài mình đang qua nước ngoài được không? Dạ được, thấy toàn thế giới luôn mà, ở Mỹ, ở Tây, ở Pháp gì cũng thấy chú hết đó. Dạ. Thì chú có bà con ở Mỹ không? Có. Rồi sẵn đây thì chú chúc bà con của chú đó ở Mỹ đồ đó. Rồi chú nhắc lại tên của chú. Chú ở Tân Thành rồi nè. Dạ, Xã Ninh Ích. Tân Thành, Xã Ninh Ích. Dạ. Tỉnh Khánh Hòa. Dạ. Chúc toàn thể thế giới dạ. Giàu sức khỏe là. Dạ. Cái người mà ở nước ngoài đó là cái nước gì của chú? Ở Mỹ tôi có thằng em. Dạ, em ruột chú hả? Em ruột. Dạ. Vậy là em thuộc của chú sẽ thấy nè. Sẽ thấy chú nè. Rồi chúc cho em mình đi chú. Anh chúc cho em dồi dào sức khỏe. Dạ. Em của chú tên gì? Nguyễn Luân. Dạ. Chú Luân ha. Rồi đăng lên là chiều là chú Luân là gọi cho chú á. Rồi. Bệnh quá. Dạ. Không làm gì hết. Dạ. Thôi kệ túc tắc cái gì buôn bán gì cũng túc tắc là được rồi chú ha. Còn áo đen là con của chú luôn hả? Con, áo đen á. Con trai á. Con trai. Gái. Đen gái. Đó là dâu. Dạ. Cái này. Đây nè. Cái này bắt đầu đi ướp á hả? Không, mình phải cái gì nè. Mình phải biết rồi. Bớt cái gì đi. À. Gì biết lấy xương. À. Đây. Đó, lấy thịt ra. À lấy thịt ra, nó bắt đầu ướp. À bắt đầu phơi yếu. Yếu. Dạ. Nấu xong mình nấu rồi. Dạ. À mình đúng rồi, cơm nóng xong mình chắc á. Bỏ cái lấy cái chén này dạ. Dạ. Tương. Dạ. Dạ. Rồi ăn xong cái tay tìm hay mà cơm không à. mình dạ. Rửa chứ. Dạ. Phương đang có điện thoại. Giờ các cô mong muốn cái kế. Dạ, ăn cơm nguội á.
Dạ con bây giờ con đi quay phim. Dạ. À, cơm nóng luôn, cơm nguội bao giờ cơm nguội nữa. À, à không cơm nguội gì mà cơm với cái khô mới ngon. Cái khô á. À, cái khô nhở. Thôi được rồi, bây giờ anh còn đi quay tiếp cái con đường này cho khán giả xem. À, quay không. Hết là chiều 6 giờ, đúng 6 giờ. Dạ. Quay dạ. À, 6 giờ là mình mở TV lên có hả? Đúng rồi, kênh Nha Trang Biển Xanh nha chú. Mở nào? Đánh lên Google á. Bấm vô Google. À, YouTube á. Nha Trang Biển Xanh đó. Nha Trang Biển Xanh. Dạ, là thấy chú nè. Rồi em có chú thấy chú luôn. Thì thấy không ạ? Dạ thấy chứ. Đây nè, thấy chưa? Lên màn hình lớn đó. Không con đi nha chú. Ở dưới kia còn mấy bánh xèo cái gì đông đông ta? Bánh xèo tới quá. Hả? Đi từ từ xuống. Dạ. Bên này là cũng bán bánh căn cũng hết rồi nè. Ồ, bánh bánh căn mắm ruột ha. À, bánh căn mắm ruột. Phương ăn bánh bánh căn mắm nêm chứ ăn mắm ruột. Rồi chào em gái nha. Mình Phương coi cái hẻm phía bên bên tay trái của Phương đó. Ở chỗ này đông vui, Phương sẽ quay cho khán giả xem ha. Cũng xuống là xuống biển nè. Là phần xuống cái dốc này nè. Làm gì đây? À, đi quay phim cho khán giả xem làng của mình đó mà. YouTube ha. À. YouTube à. Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh mới lại đây hả? Lâu rồi mà. Đây nè. Ồ ghe đậu mình đi biển cũng tiện ha. Đây không? Ủa, anh hình như là mấy cái kia là chờ hầu đúng không anh? Nó ấy tầm hầm á, tầm con á. À. Cái tôm hùm con là mình đạt rồi mình đi bán chỗ khác hay là mình nuôi nó lớn luôn? Thấy, anh có thì mình đi bán chỗ khác. À. Chào chào chú. Ồ cái nhà bên này rộng ha, có cái sân rộng ha anh ha. Nè. Dạ. Nhà này hả? Ủa nhà này không có ai ở ha, thấy khó cửa rồi. Trọng. Cái nhà đây làm hải sản đồ ha anh ha. À, chuyên hàng hải sản. Chắc người ta đi vô Nha Trang ở hết rồi ha. Có không? Hả? Hả? Ở trong làng. Được đâu có ai đâu. YouTube Nha Trang Biển Xanh. Dạ. Ủa anh làm gì vậy? Anh nói anh làm gì đâu? À cái đó mình làm cái đó mình bắt đầu mình làm cái gì đó. Ừ, đó cái cục gạch đó là mà mình để lại thả lời ha, cái gì anh đè cái lời hả gì anh có đâu đó cái cục gạch anh đang làm đó, cái cục gạch đây anh làm anh xả cửa anh bỏ chừng mấy cái vỏ nước á. À ừ. Ở đây cũng ghê cũng nhỏ hơn anh ha. Ờ vậy dạ. Ở trong đầm mà. Dạ đầm có bóng không? Dạ đầm Nha Phu nữa ha. Đầm Nha Phu nói gì nuôi trồng thủy sản ở đây là rất là nhiều hả anh ha? Không, không bằng ở trong công ranh đâu. À, công ranh nhiều hơn hả? Không bằng dạ. Dễ đâu. Dạ. Còn cái xe cái cồn cát bên kia là cái gì anh? Đó. Đèo khỉ á. Đèo khỉ hả? Cái đó mình chắc bên du lịch mình đâu quay được đâu đúng không anh? Ngay chỗ đó. Đâu? Cái nào? Đó, đó cái chơi trước màn hình em nè, cái tay em chỉ nè. Đó. Đèo khỉ ơi, cái bãi đó vô được mà. Bãi đó vô được hả? Ừ. Cái đó du lịch hay là không, là không có du lịch, không có du lịch hả? Mấy người nuôi trồng á. Dạ. Ở đó cái đâu có du lịch hả? Dạ. Giờ mình nếu mà có ghe thì mình quay đó được hả anh ha? Được chứ mà em dạ. Đi em đi tùy theo nước. Dạ.
Nước thì triều rút quá thì em đi vô cho nước lớn rồi nó ngập rồi cô ha. Dạ. Vô không được hả anh? Không. Vô không được. Chưa không à. Thôi em chào anh nha. Chào Phương đi ra lại trong con đường lớn. Chào. Tìm hả? À, nó xích ký. À, trời ơi, tội nghiệp không? À. Rồi, ủa, chị là... Của con nãy á. À, con nãy đó hả? Chị tìm à. Ké, cho nên chị xuống vô đó. À, coi như là... Cái này, quen vô, à. Vô cho. Là nhà chị bán ké đó hả? À, vô đây. À, vậy là tìm Phương. À. Đồ quảng cáo ké cho chị này. Chị tên gì? Tên Hương, tên này. À, chị Hương. Cho cho rồi. Vô cho có mà có cơm nguội đó. Cơm nguội ăn với cái khô rồi á. Đây nhà mình đó hả? Đây nhà mình nè. Nhà mình là nhìn ra ngoài biển luôn á hả? À nhìn ra biển luôn. Nhà này nha. Đây nhà chị nè. Đâu kẻ đâu, mình phải đi. Đây nè, nhà chị là xuống ủa dưới này luôn hả? Dưới này hả? À. Thì vậy bay mua chả ké không vậy? Nè. À. Bỏ ăn đâu. À. Đấy đó. Ờ. Ừ. Cái đó bao nhiêu một ký? Cái đây hả? Cái đi lèm ren khổ không? Rồi bây giờ sẵn đây nha. Dạ. Ờ chị tự nhiên nghĩa là hả? Em chị muốn bán đúng không? Đúng đâu đó. Con ăn mấy món này đó thì em đăng lên rồi đặt chị rồi thì chị bán. Wow, bán luôn. Dạ. Sao vậy? Bán ở đây không à, yếu lên đăng em. Ờ biết đâu người ta thích ăn cái này sao? Ngon không? Cái đó là cái liệt đó hả chị hả? Cái liệt lệ. À, cái liệt lệ. Cái này cái liệt lệ. Dạ. Vậy cái đó chị bán bao nhiêu một ký? Cái đây hả, nửa ký 200.000. Ừ, nửa ký 200.000. Ăn với cơm mà ngon ha. Ngon lắm. Nè. Nhưng mà cái đây á mình làm nó heo lắm, mình đã xương hết rồi còn thịt không à. Dạ, thì mình bán theo thành phẩm mà. À, thành phẩm chứ sao ăn. Ừ. Đó. Ăn không chú chưa? Dạ không được rồi chị, mất công lắm. Ừ. Em còn đi quay nữa. Ồ, ngon nhìn lắm. Thấy đói bụng quá nhưng mà em cũng phải còn đi quay nữa. À dạ. Ừ. Em đăng cái này lên đó thì ai thích ăn cái khô đó. Chị là coi như là chị làm chủ yếu là ở nhà ăn thôi đúng không? Dạ ăn luôn. Đúng rồi. Chỉ là cái khách quen. Ừ, khách quen. Ăn của mình thường quen rồi, người dạ. Ta nói mình thôi chứ còn không biết đi thị trường. Đúng rồi. Bây giờ chị có thể đọc số điện thoại không? Hay là thôi đợi chút nữa em xin cái số điện thoại ha. Bây giờ như thế này, hỏi vô cái xóm của mình đó, làng Tân Thành đó là hỏi chị Hương ha. Là ai cũng biết đúng không? Chị Hương là người ta biết là chị Hương Hương gì? Hương Thượng. Hương Thượng. Dạ. À, Hương Thượng ha. Dạ. Rồi đến đặt cái tẩm của chị nè. Dạ. Nha. Đây. Tới quảng cáo là chỉ có ké thôi hả? Ké thôi, tụi đi đâu có làm gì đâu. À. Làm ké thôi. À ké thôi. Rồi có mực chưa bằng mực không, gì không đó. Làm. À không chỉ làm ké thôi. À làm ké thôi. À, chủ yếu là làm ở nhà thôi. Làm ở nhà chỉ những mấy người quen ăn của mình á, người ta biểu xong biết. Rồi mình mới làm thôi chứ còn không có biết ngay thị trường thôi. À coi như là biết ha. Ừ. Rồi bây giờ mình tới nhà chị Hương quay rồi nè, chị làm rồi nè, khán giả nào có gì thì bình luận cho Phương ha. Rồi vậy nha chị, giờ bây giờ em đi tiếp. Rồi. Ok chị Hương nha, rồi. Hương Thượng nha. À. Là vô đây là hỏi là ai cũng biết đúng không? Ai cũng biết hết. Rồi. Nghe Hương Thượng này tôi biết à. Có số điện thoại kìa. Rồi chút nữa cho chị viết đi. Ủa công đi mình công gì nhỏ vậy làm gì vậy chị? À, cho tôm hùm. À cho tôm hùm hả? Con này ăn được không? Không. À. Cứ ăn được thì mình không biết ăn được hay không. À. Hồi giờ là mồi tôm hùm đó. À, tôm hùm đây là mồi hả? Là mồi. Cái này mình bắt ở trước. À. Cái này mình mua về là bắt đầu mình là đại lý ha. Đại lý phân phối thức ăn tôm hùm hả chị ha? Dạ. Nên giờ chị lựa này. Ủa? Lựa mấy con kích cỡ đó nè. Mấy con đó là muối đế. À muối đế hả? Đây là để sống. À. Đây là mồi cho tôm hùm. Ủa tôm hùm là mình đỡ gì, mình thẻ xuống hay là mình xay hay sao chị? Mình để gì mình thẻ xuống.
À mình thả xuống. Đó, bắt đầu chuyển. Cũng là nó tự ăn. Dạ. Quay mình chặt nữa. Rồi. Cái này chỉ là mình bắt ở cái làng của mình thôi hả? Làng Tân Thành của mình thôi hả chị? Dạ. U nó bò ra nè chị. Dạ. U nhiều quá hả? Cái này là mình cung cấp ở ở đâu chị? Ở Cam Ranh hả chị? À mình chở ra Vàng Dẻ hả? Nè. Đây là còng cho tôm hùm. Ồ, còn đây nữa nè. Còn đây là cái gì? À đây là sò. Đây là vừa sò mà vừa còng luôn. Phải không? Ồ, nó bò ra nè. Ồ, tôm tít nữa. Ủa, con phi, đây là con phi đó đúng không chị? Đúng không? Hả? Đúng rồi. Ủa, cái này là con phi đúng không? Rồi. Mẹ con. Ủa, em này là bán á hả? Bán cho chị này mua. Cái này bao nhiêu một ký? À. 10 lạng ký sao ba? 10 ngàn ký. Nó nói gì thế? Em trai này bán cho chị này ha. Đấy, con nè. 50 6 bên này là cô bán xèo cũng hết rồi nè, xèo bánh căn. Cô bán cũng lâu rồi. Có cái hẻm rồi chút nữa Phương qua phía hẻm bên này. Dạ quay nè, quay bông đi nè cô ạ. Dạ. Ủa cô bán bông hả? À quay bông. Dạ. Đúng rồi. Ủa bán bông đó là chuẩn bị bán Tết hả? Vì cái chậu bông đó là bông gì? Bông lá tím tím á. À không biết cái gì. Bông lá gì. Dạ. Ở đây cô bông đi em. Bông súng đờ. Dạ. Giờ chơi bông nó cũng nhiều, bông ở chỗ nào cũng có hết cô ơi. Vậy một chậu bao nhiêu cô? 30 ngàn một chậu. Dạ, đợi sẵn gần Tết là bán cô ha. Mẹ mẹ gì con? Dạ, Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh hả? Ở Nha Trang đi hả? Dạ. Dạ. Dạ có. Dạ, lên Nha Trang Biển Xanh là thấy sớm mình à. Con tên Phương. Phương hả? Dạ. Dạ. Ồ, cái này là đất rộng quá ha, cái chỗ này là rộng quá ha cô ha. Dạ. Ồ, bên này có một cái nhà bỏ nó không mà cô. Dạ. Dạ. Bây giờ con xuống biển nè. Dạ. Vườn trầu hả? Nhà cô trồng trầu hả? Dạ. Nhà đất người ta bán nè, ta đỡ đây nè.
Quay vô đây nè con hả? Nhà đâu của con à? Dạ, phía bên hẻm này vui lắm hả cô? Quay nhà hoa luôn con. Dạ, nhà hoa của cô à. Dạ, đâu có hoa đâu. Bông á, trầu, trầu. Dạ, trầu thôi mà. Đây nè. Dạ, chiều. Chiều hay là sáng mai gặp cô à? Dạ. Nha Trang Biển Xanh. Vậy cô tên gì? Cô? Tên Ánh. À, cô Ánh, cô Ánh bán bánh canh ở làng Tân Thành. Ánh à, cô Ẩn. Đây là cô Ánh. Mình cô 7, cô 8. Dạ. Đây là cô Ẩn. Cô bán ở đây cũng lâu rồi hả cô ha? Lâu, cô bán mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Nhà cô ở đây đúng không hả cô? Đi qua đây. Dạ. Nhà đây. Cô 7 đây nè. Nhà cô đây. Đúng rồi cô, ở sau cô đi biết rồi đó. Dạ. Cái hẻm nó còn dài dài hả cô ha? Còn dài đông á cô. Dạ. Biết là cô dạ, bây giờ lại mưa rồi. Đó, dài đông, cứ bao nhiêu cũng đông. Dưới dạ. Dưới nè, cái gành núi rồi. Gành nữa hả? Thôi đỡ con quay vô cái xóm. Dạ, xóm này... Xóm dưới đông xóm, xóm nhẹ. Dạ. Dạ, gành biển luôn, nó đẹp mà. Bây giờ lại mưa rồi rồi. Mưa ở đâu? Thế này nó mưa. Đi cũng có nhà. Dạ. Cô đi cũng nhè, cô đi cũng nhè. Dạ. Cũng đi sâu, cái hẻm cũng đi sâu hả cô ha? À, ừ. Mưa lại rồi, bây giờ đi Phương đi tiếp ha. Dạ, nắng mưa, nắng mưa. Dạ, Phương đi cái hẻm này nè. Bên này là đổ dọc xuống ha. Quay gì anh? Dạ quay sớm của mình đó mà. À, dạ. Quay YouTube qua quay đây nào. Dạ chào anh. À. Cái này hẻm mình có đi ra biển không anh? Hay là tới núi? À bên kia thôi, còn cái này mình đi sâu vô đi đâu anh? Núi. À núi hả? Dạ. Vậy trong đây có chùa có đồ không? Có chùa không? Không. Chùa lên đây hả? Chùa nãy em đi xuống cái chùa ấy. Dạ. Nãy em đi từ ngoài đường làng á. Dạ, chùa nhỏ hả? Dạ. Dạ chào cô. Chào. Dạ. Mình vô cái xóm này là giờ này bà con đông đen không? Có quán cà phê nhỏ nhỏ trong xóm không cô? Đây, quán cà phê, quán tài, quán đồ đây. Dạ. Giải trí ở đây ha. Thôi cỡ đơn con đi xuống này. Đó, đi thẳng đó, đi ra, và đó cũng có, trên đó cũng có cái máy cà phê chứ. Dạ. Ồ, ở đây không có cái mương thoát nước ha. Nước chảy tràn lan nè. Dạ, người ta ngại lên hình đó hả cô ha? Dạ, chú này nói là hoàn cảnh đó, nhưng mà con này là nói là ngại lên hình. Thành ra cái gì đó Phương chắc ăn cái nhiều khi tới quay rồi gia đình của người ta đó không đồng ý cũng phiền lắm. Quay đâu vậy? Dạ chào. Dạ quay sớm làng đó mà. Quay giùm cho anh ký số. Dạ. Ủa chú đó chú ký số hả? À, chú ký số. Chú ơi. À chú là vé số. Rồi chú này dẫn đường đi đó. Phương mới biết chú là bán vé số. Đã Phương hỏi chú ha. Hồi sáng giờ là chú bán được bao nhiêu rồi? Sáng giờ cũng được 40-50 vé à. 40-50 vé. Nhà chú gần đây không? Nhà ở ngoài Cát Lợi. Cát Lợi. Cát Lợi thì mình đi vô đây, đi bộ vô bao nhiêu cây số chú? Đi xe. Dạ, đi xe hả? Mình đi xe đạp hay là xe? Xe gắn máy. Dạ, gửi đầu đường. Gửi đường. Dạ. Rồi đi vòng vòng trong xóm này thôi chứ vòng đâu. Trong xóm thì mình đi bộ. Dạ.
Rồi chú bán chiếc số này là lâu chưa chú? Chú bán 4-5 năm nay. 4-5 năm rồi. Cũng vòng vòng ở đây chắc ở vòng sớm vòng này thôi hả chú hả? Vòng vòng đây ra Ngọc Chiêm Cát Lợi thôi. Dạ. Bán ngồi ngọn đây cho chú đi xe đâu có nổi. Dạ. Rồi con cái chú là cũng ở đây làm biển hay là gì chú? Chú không có vợ, không có con gì hết. Dạ. Không vợ, không con luôn? Không vợ, không con gì hết. Chắc ở với mẹ già. Cũng không có cha mẹ, chết hết rồi. Dạ. Dạ. Hiện tại giờ căn nhà của chú là nhà chú ở thuê hay là nhà của mình? Nhà của chú. Nhà của chú hả? Cũng một mình thôi. Một mình. Ừ. Ngày trước mà chú chưa bán giấy số đó là chú làm biển hay là gì chú? Ngày xưa chú cũng mua bán nhỏ thôi, chú làm bánh bao. Dạ. Nó phở, nó hủ tiếu, nó bún bò Huế, rồi chú có cái xe đẩy ba bánh, chú đẩy đi bán. Dạ. Kiếm sống được, mà lúc đó chú sống ở trong miền Tây. Dạ. Vậy là chú gốc miền Tây hả? Gốc ở Cát Lợi luôn. Dạ, Cát Lợi. Là có vợ trong miền Tây. Có vợ miền Tây. Dạ. Rồi vợ thì con cái thì có... Có một đứa con mà năm nay con tôi 43 tuổi, nó có chồng, nó theo chồng rồi. Dạ. Còn vợ tôi thì tôi với bà cũng thôi nay hai mấy năm rồi. Dạ. Giờ thử không, ra không còn liên lạc gì. Dạ. Bây giờ là không có bán cái gì, chỉ bây giờ chỉ bán cái giấy số thôi hả? Cái số kiếm ăn qua ngày vậy thôi. Dạ. Mà lúc này bán nó chậm lắm. Dạ. Chú tên gì chú? Chú tên Thịnh. À, chú tên Thịnh. Chú Lý Văn Thịnh. Dạ. Ủa? À... Hòa Lý ha? Hòa Lý. Dạ. Chú ơi, bây giờ con gửi cho chú ha. À, cái tiền này là tiền của cái chú Không Quân đó. Gửi cho chú mua gạo nha. Vâng. Gửi chú là 200 nghìn. Thì chú cũng nói dẫn tới một cái hoàn cảnh nào đó. Thì chú nghe cái chị kia nói là khi mà đến đó phải hỏi gia đình người ta có đồng ý hay không chú à. Dạ. Ở đây cô này có đồng ý không? Cái cô kia là nói khác. Cô kia là nói đã tới quay rồi nhưng mà người ta không đồng ý cô chú ơi. Đồng ý tự này chú này cũng thấy khổ nhưng mà dạ đó đây chú nhận giùm con ha, 200 đã mua gạo 10 ký gạo đó chú. Vâng, chú cảm ơn. Dạ. Của chú Không Quân đó. Vâng, chú cảm ơn. Dạ. Rồi chú đi bán cho hết rồi chú ha. Chú bán cỡ 11 rồi chú về nghỉ rồi. Bởi vì dạ. Chân chú đi xa không được. Đi dạ. Xa không nổi. Đi bộ đi hoài đi. Buổi sáng là chú nhận bao nhiêu tờ? Nó đưa chú 300 tờ. 300 tờ. Sáng giờ bán được 50 chục rồi. Chú ráng bán cỡ 100 tờ là chú nghỉ rồi. Dạ. Ồ, đi cũng mệt đó chứ. Dạ. Ê, cố gắng chú ơi. Cái chân nó... Dạ. Cái chân nó còn yếu lắm. Dạ. Đi tôi còn lệnh xịn mà. Dạ. Người ta đi nhanh hơn. Rồi thôi chú đi nha chú. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ. Chú nói là đến một hoàn cảnh nữa nhưng mà dạ. Đi bộ hơi luôn ha. Tới đây là đường đất. Ừ. Dạ. Dạ. Ồ, tới đây là đường đất rồi. Cái này lên núi này. Rồi, cái núi này chắc Phương nghĩ là ngọt cục. Trời bắt đầu mưa rồi. À, cái này thấy cái chợ. Cái này là cái chợ này. Ồ, vô cái chợ. Cái chợ làng. À, tới đây rồi. Không thấy ai bán ở đây hết ha.
Tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.